lương gần 20 tỷ đồng mỗi tuần, Mbappe gây bất ngờ khi gắn bó với các dòng xe này, khác với Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema. Với những dàn siêu xe đắt đỏ bậc nhất hành tinh, các siêu sao của đội tuyển Pháp lại rất giản dị với những dòng xe bình dân hơn. Cầu thủ Mbappe, cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, là một siêu sao nổi tiếng nhưng sở hữu dàn xế tương đối khiêm tốn. Tiền đạo của đội tuyển Pháp đang nhận mức lương 600.000 bảng một tuần, tương đương với 19 tỷ đồng. Năm 2018, Paris Saint-Germain từng chi tới 145 triệu euro để đem Mbappe về, qua đó biến tiền đạo sinh năm 1998 này trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất thế giới. Mbappe cũng nhận được mức lương hậu hĩnh tại đội bóng thủ đô nước Pháp. Dù vậy, anh chỉ đang sở hữu 3 chiếc xe gồm Volkswagen giá 102.000 đô la Mỹ, tương đương với 2,3 tỷ đồng. Volkswagen Multivan giá 30.100 đô la Mỹ, tương đương 692 triệu đồng. Mercedes-Benz G-Class giá 81.500 đô la Mỹ, tương đương với 1,9 tỷ đồng. Đồng hương của Mbappe là Kane, siêu sao của đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Chelsea với mức lương lên tới 290.000 bảng một tuần, tương đương với 10 tỷ đồng, thuộc top những cầu thủ sở hữu mức lương cao nhất Chelsea hiện tại. Nhưng anh chàng chỉ sử dụng chiếc Bentley Coupe cũ có giá khoảng 20.000 bảng, tương đương gần 650 triệu đồng. Thậm chí, đây là chiếc xe được Kane mua từ khi anh vẫn còn khoác áo câu lạc bộ cũ Leicester City. Trái với hai siêu sao người Pháp, hai ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Bỉ là Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku lại sở hữu những mẫu xe hạng sang. Cụ thể, Kevin De Bruyne, tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Manchester City với mức lương 385.000 bảng một tuần, tương đương với 13 tỷ đồng, đang sở hữu một trong những mẫu off-road hot nhất thế giới Mercedes G63 AMG giá 142.000 đô la Mỹ, tương đương với 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, cầu thủ này cũng sử dụng chiếc Super Range Rover giá bình dân khoảng 60.000 bảng, rơi vào khoảng 2 tỷ. Trong khi đó, Romelu Lukaku nhận mức lương 142.000 bảng một tuần, tương đương với 4,5 tỷ đồng, đang sở hữu chiếc Rolls Royce Wraith được độ với tông màu đen và lưới tản nhiệt màu đỏ có giá khoảng 330.000 đô, tương đương với 7,6 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn có rất nhiều mẫu xe khủng khác như Bentley, Continental, GT Speed, BMW M5, Porsche, Cayenne.